Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh channel của mình và mình xin tự giới thiệu, mình tên là Hà. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ lý giải lý do tại sao bạn lại thức giấc một khoảng thời gian từ 3 giờ sáng cho đến 5 giờ sáng. Ý nghĩa thật sự đằng sau đó là gì? Và mình cùng đi tìm câu trả lời nhé. Tất cả mọi việc xảy ra trên thế giới này, trong vũ trụ này đều có lý do của nó. Không có bất cứ một việc gì xảy ra mà được gọi là tự nhiên cả. Vì vậy cho nên, việc bạn thức dậy vào khoảng thời gian từ 3 giờ sáng cho đến 5 giờ sáng cũng có lý do của nó. Có thể là bạn đang thắc mắc là tại sao lại là 3 giờ sáng cho đến 5 giờ sáng mà không phải là 3 giờ chiều hay 5 giờ chiều hoặc là những khoảng thời gian khác. Bởi vì khoảng thời gian từ 3 giờ sáng cho đến 5 giờ sáng là khoảng thời gian mà bình yên nhất, không có quá nhiều sự ảnh hưởng từ bên ngoài. Bởi vì thường là khoảng thời gian đó là đa số mọi người đều chìm sâu vào trong giấc ngủ rồi. Thì đó là khoảng thời gian tốt nhất để vũ trụ có thể gửi đến thông điệp cho bạn, thông điệp mà bạn cần. Nói cách khác là bạn rất là may mắn vì đã được chọn. Vì tại sao lại trong nhiều người như vậy thì bạn lại là người được thức giấc vào khoảng thời gian đó? Bởi vì bạn là người được chọn. Alo, vũ trụ đang gọi. Hey, tôi có quà cho bạn nè, dậy nhận quà đi. Alo, mới 3 giờ sáng, quà cáp gì, gọi lại sao đi. Và thay vì thức dậy để nhận quà thì bạn lại cố gắng đi ngủ lại. Vì vậy cho nên mình hy vọng là tất cả mọi người khi mà xem video của mình ngày hôm nay xong thì sẽ biết cách để nhận quà thay vì từ chối món quà đó nhé. Ok, bước thứ nhất là hãy ngồi dậy. Bởi vì việc ngồi dậy sẽ giúp bạn có phần tỉnh táo hơn và sẽ cảm thấy không buồn ngủ nữa. Và khi ngồi dậy thì bạn hãy cố giữ cho lưng của mình được thẳng và chân của mình thì đang tiếp đất. Bởi vì khi đang tiếp đất thì bạn đang kết nối với năng lượng của vũ trụ và việc ngồi thẳng sẽ giúp cho năng lượng được đi vào một cách dễ dàng hơn. Và tay của bạn có thể úp ngửa như vậy và để trên đầu gối, ngồi thẳng lưng. Lý do tại sao lại là ngửa tay lên trời như vậy là để có thể dễ dàng tiếp nhận thông tin hơn. Và bạn hãy nhắm mắt lại, hít vào thở ra bằng bụng. Việc hít vào thở ra bằng bụng đó sẽ giúp cho bạn làm dịu lại những suy nghĩ trong đầu của bạn đang có. Nó giúp cho bạn nó giúp cho những cái dòng suy nghĩ của bạn được lắng lại, cũng giống như lúc mình ngồi thiền vậy đó. Thì hãy hít vào thở ra. Và vào lúc đó, thay vì suy nghĩ, thì hãy cố gắng đừng suy nghĩ về bất cứ một vấn đề nào cả, mà hãy cảm nhận cơ thể của bạn, cảm nhận những gì đang xảy ra xung quanh bạn, cảm nhận nguồn năng lượng bên trong bạn. Và khi mà bạn đã thật sự thả lỏng cơ thể và cảm thấy là mình không có quá nhiều suy nghĩ trong đầu của mình nữa, thì đến lúc đó thì bạn hãy đặt câu hỏi. Bước thứ hai là đặt câu hỏi. Bất cứ câu hỏi nào bạn đang có trong đầu của bạn, bất cứ câu hỏi nào về tất cả các vấn đề mà bạn đang gặp phải trong cuộc sống của bạn, như tiền bạc, công việc, gia đình, tình yêu, bạn bè, tất cả mọi thứ mà bạn đang gặp phải và bạn muốn tìm câu trả lời cho nó, thì hãy đặt câu hỏi. Bởi vì khi bạn đặt câu hỏi, bạn sẽ nhận được câu trả lời. Đó là khoảng thời gian tốt nhất cho bạn để có thể kết nối với vũ trụ một cách nhanh nhất. Và đó là lý do tại sao mà bạn được vũ trụ lựa chọn để bạn thức giấc vào khoảng thời gian đó, để bạn được đặt câu hỏi mà bạn đang
vũ trụ. Và khi bạn đặt câu hỏi rồi, thì bước thứ ba là hãy ghi tất cả những gì bạn có. Hãy ghi tất cả những gì mà xuất hiện ngay tại thời điểm đó trong đầu của bạn xuống giấy. Bất cứ những gì xuất hiện trong đầu của bạn, những luồng suy nghĩ thoáng qua, và lúc đó hãy cứ viết xuống. Bạn nghĩ được gì bạn viết xuống cái đó. Đừng quá suy nghĩ là ồ, có phải cái này không, hay là có đúng cái này không, hay là có phải đây là câu trả lời hay không. Ngay tại thời điểm đó đừng suy nghĩ vào những chuyện đó, mà hãy ghi xuống tất cả những gì bạn có. Hãy để cho nó tuôn ra, hãy ghi xuống tất cả. Và có một cách nữa là có thể nhiều khi mình biết là có những cái lúc mà cái luồng suy nghĩ của mình nó đến quá nhanh đó, cũng giống như việc là khi mà bạn đang ngủ, bạn nằm mơ đúng không, bạn mơ một cái giấc mơ đó, và khi mà bạn tỉnh dậy thì trong vòng tích tắc bạn quên mất là bạn đang mơ cái gì. Bạn kiểu giống như là ồ, mới nhớ tức thì đó, nhưng mà đang chuẩn bị kể cho một người nào đó, đang chuẩn bị kể cho ai nghe về cái giấc mơ đó, thì tự nhiên lại quên mất. Thì có nhiều khi là những cái luồng suy nghĩ mình tới, những cái ý tưởng mình tới và mình muốn viết xuống giấy như vậy đó, thì nhiều khi cái tay của mình không có nhanh bằng cái đầu của mình, ví dụ như vậy. Thì bạn có thể ghi âm lại, bởi vì khi mà việc bạn ghi âm, bạn nói thì nó sẽ nhanh hơn. Giống như là nói vừa ra một cái là miệng của mình là nói một cái là thu âm liền, thì có thể điều đó sẽ dễ hơn với một số bạn, thì bạn có thể dùng cách đó cũng được. Nói chung là cứ ghi xuống hết, ghi âm lại hết những gì mà bạn nhận được vào khoảng thời gian đó. Đừng đặt câu hỏi, đừng cố suy nghĩ. Hãy cứ ghi hết, hãy để mọi thứ tuôn ra hết. Và trong đó sẽ có câu trả lời cho câu hỏi của bạn. Hoặc là nhiều khi có nhiều bạn thắc mắc là nếu như mình không có câu hỏi nào thì sao? Nếu như mình không có vấn đề gì trong cuộc sống, hay là mình không có bất cứ một câu hỏi nào muốn hỏi vũ trụ thì sao? Thì mình có nên ngồi dậy và nhận thông điệp hay không? Thì câu trả lời là nên, là vẫn nên. Bởi vì bạn đâu biết được là thông điệp đó là gì, hay là món quà vũ trụ muốn dành cho bạn là gì. Thì hãy ngồi dậy và hãy tiếp nhận thông điệp đó. Thì thay vì đặt câu hỏi như những bạn khác, thì bạn hãy tĩnh tâm lại, lắng những dòng suy nghĩ của mình lại, và bất cứ thứ gì xuất hiện trong đầu của bạn ngay lúc đó, thì đó là thông điệp cho bạn. Và hãy ghi xuống. Và mình mong là video ngày hôm nay của mình có thể giúp ích được một phần nào đó cho các bạn có thể lý giải lý do tại sao mà lại bỗng nhiên thức giấc vào khoảng thời gian đó, vào khoảng thời gian từ 3 giờ sáng đến 5 giờ sáng. Nếu như bạn cảm thấy thích video của mình thì hãy nhấn nút like và comment ở bên dưới, chia sẻ những trải nghiệm của bản thân của bạn cho mình nghe với nhé. Bởi vì mỗi người có mỗi hành trình khác nhau, có những trải nghiệm khác nhau, và mình lúc nào cũng thích được nghe những trải nghiệm của các bạn. Và đừng quên nhấn nút subscribe để có thể nhận được thông báo cho những video sắp tới của mình. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình, và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nhé. Thank you.